Ngày 1 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Pháp đã điện đàm thảo luận về tình hình an ninh ở Niger. Hai nước mong muốn đạt được một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Tây Phi này. Theo thông báo của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Sébastien Lecornu trong ngày 1 tháng 9 để thảo luận về tình hình an ninh ở Niger. Hai quan chức chia sẻ mong muốn đạt được giải pháp ngoại giao và nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục phối hợp với các đối tác khu vực ở châu Phi. Cũng trong ngày 1 tháng 9, Ngoại trưởng Niger Hassoumi Massoudou cho biết cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS quyết tâm sử dụng vũ lực nếu chính quyền quân sự không nhượng bộ. Theo ông, sẽ không có giải pháp nào khác ngoại trừ phục hồi chức vụ cho Tổng thống Mohamed Bazoum. Trước đó một ngày, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, hiện đang giữ chức Chủ tịch ECOWAS, đã đề xuất ý tưởng về một quá trình chuyển tiếp quân sự ở nước láng giềng Niger, tương tự như giai đoạn 9 tháng mà đất nước ông đã trải qua vào cuối những năm 1990. Ông cũng cho biết ECOWAS sẽ không nới lỏng các biện pháp trừng phạt cho đến khi chính quyền quân sự Niger thực hiện những điều chỉnh tích cực.